các bạn đã sẵn sàng chơi Noel chưa? Chúc mừng Giáng sinh chị Hoa. Hùng đi với chị má đó, buôn mền đó, bốn mấy trăm cái mền đó, phát cho mọi người đang ngủ bụi á. Rồi nó đi phát tối, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng cái gì nhỉ? Rồi đi ngang nhà máy có thấy năm hàng rồi chứ. Chương trình tươi xanh nha, các thầy ớt. Hôm nay là đại gia đình người cá live show. Qua bên này chơi rượu luôn hả thầy? Là bên này dành cho đàn ông mạnh mẽ, còn bên kia dành cho phụ nữ trẻ em. Rồi các bạn người cá ơi, hôm nay là Noel, các bạn nha. Có muốn nói gì với tất cả mọi người trên thế giới không? Dạ muốn. Muốn nói là các bạn á, hôm nay chơi Giáng sinh vui vẻ. Sao giờ em không biến hình thành người cá, biến hình thành bà già Noel đó. Dạ. Bên kia. Không được làm dơ nguồn nước sạch của chúng ta nha. Chiếc dép của em. Các bạn ăn tiệc Noel xong chưa? Tiệc rồi. Tiệc Noel xong rồi. Nhưng mà cũng vẫn cần là ăn. Người cá này yếu quá à. Rồi các bạn ơi, biến hình thành người cá qua đây nghe Tư Anh thông báo chương trình tiếp theo. Rồi người cá Mimi vô dùng bữa đi, có đem đồ bơi không? Dạ không. Đi anh ơi. Anh hai người cá vô luôn. Bữa nay người cá Coro không đi vậy ta? Em biết mà. Tại sao vậy? Anh nhắn đầu thì em biết. À tại đi nhà thờ đúng không? Rồi, mấy bạn người cá ơi. Chuẩn bị thi sự kiện chưa? Bây giờ Tion có những tiết mục thi sự kiện Noel năm nay. Đó là bơi dưới bắt Tion, ai đụng được Tion trước sẽ được tặng kính bơi. Em đụng được hả? Olympic Speedo do vận động viên Michael Phelps đã đeo và bơi giành được 6 huy chương vàng. Đó là trò chơi thứ nhất. Còn trò chơi thứ hai, đó là các bạn thi. Ủa sao người cá này lên bờ vậy? Lạnh rung người luôn hả? Vậy thôi người cá này. Trời ơi. Mặc đồ. Hôm nay là Noel mà người cá. Ê.
Tính ra người cá Nori ít tập luyện quá nên không có chịu lạnh bằng các bạn ha. Em bất hợp. Noel lạnh như vậy mà các bạn vẫn có thể dưới nước. Hả? Có phải ai bắt được tiêu anh đúng không? Ok, dễ hả? Vậy giờ muốn chơi sự kiện thi bắt Tion hay chơi sự kiện? Chắc đi bắt Tion. Tôi lặn xuống dưới sâu lắm mà. Em nặng mỡ không? Mỡ chứ đâu không. Hay là chơi một sự kiện khác đơn giản hơn? Ai bơi sai kỹ thuật sẽ không được tặng quà. Vậy trò này dễ hơn nữa nè. Chia ra hai đội, đội nào bơi 5 vòng trước đội đó thắng là trò gì cũng không được hết hả? Theo bạn Mimi sao? Bạn Mimi đến trễ, bạn Mimi muốn chương trình trò chơi là gì? Hả? Trò gì? Bây giờ mấy em thử đề xuất trò chơi sự kiện năm nay đi. Chi tìm kho báu hả? Đúng rồi, bây giờ ai có vòng đeo tay đưa cho Tiêu Anh mượn. Thôi tìm mấy cái này dễ quá. Tôi sẽ bỏ chiếc muỗng xuống nước cho bọn. Không được. Thôi tôi sẽ bỏ điện thoại xuống nước. Tìm kho báo gì nhỏ nhỏ thôi. Kho báo mà bự quá mấy bạn sẽ thấy. Trên bàn có gì nhỏ không? Có ai mới vừa rụng răng không? Cho tôi cái răng đi. Quăng cái răng xuống nước cho khó tìm. Ai la lớn vậy? Kể từ bây giờ ai la lớn là người đó được mời lên nghỉ chơi. Đừng làm mồm nha. Thôi bây giờ muốn chơi sự kiện mấy em sẽ cùng nhau bơi 10 vòng. Nhiều quá không? Bơi 3 vòng thôi. Rồi đợi người cá Mimi xuống rồi chơi. Còn Tion bây giờ sẽ cần một vật dụng thật nhỏ để làm kho báu giấu. À có cục đá không mấy cưng? Cái này là cái gì? Sợi dây hả? Cái này nó có nổi không? Rồi được. Lấy cho Tion một cục đá thiệt nhỏ. Trước khi chơi trò chơi sự kiện câu lạc bộ tiên cá Noel năm nay, có bạn người cá này ở đây tên gì quên luôn rồi, ít đi bơi quá. Tara, tại em bị bệnh. Vậy là bữa nay em có bơi không Tara? Không. Vậy là chưa phải là người cá rồi đúng không các bạn? Tara bị bệnh viêm phổi từ từ lâu. Người cá. Bị bệnh viêm phổi. Người cá mà làm gì bệnh được? Giống như mấy bạn này nè thấy không? Nước lạnh đâu mấy em? Thấy chưa? Nước. Nước có mười mấy độ C mà mấy bạn không lạnh. Em vẫn bơi được nhưng mà ba mẹ em không cho em bơi tại sợ em bị hại. Vậy hả? Em muốn làm gì? Rồi bây giờ tôi anh hỏi. Biết hay vậy? Rồi tôi hỏi em nha, tới câu lạc bộ tiên cá chơi Noel vui không? Vui. Tại sao vui? Tại vì em thấy mấy bạn bơi thấy vui. Thấy không? Tới câu lạc bộ chơi tiên cá chơi Noel nè. Ăn nhậu hồ bơi riêng. Có khu vực dành cho trẻ em, khu vực dành cho người lớn. Và có sự kiện trò chơi. Đã vậy còn có chương trình giải cứu động vật hấp dẫn mà không nơi nào trên thế giới này có được. Rồi các bạn lên được không? Rồi các bạn sẵn sàng để chơi chưa? Đã rồi. Sắp tới chúng ta có đi Cà Mau á, có bạn nào đi không? Nghe chừng nào. Đi Cà Mau hả? À, thứ bảy tuần sau đi Cà Mau. Đi xuống dưới để bơi chung với mấy bạn người cá ở dưới nữa. Có mấy bạn người cá ở dưới đang đợi chúng ta. Em đi với Tiêu.
Rồi chương trình sắp tới đi Indonesia nữa, các bạn người cá có đi không? Sao đi đâu em cũng đòi đi vậy? Mà em bơi dở nhất luôn á. Vậy hả? Chương trình là đầu năm chúng ta sẽ đến Indonesia để thăm tê giác Javan. Loài tê giác quý hiếm nhất từng tồn tại ở Việt Nam nhưng đã bị tuyệt chủng và bây giờ chỉ có ở Indonesia mới có thôi. Em biết tê giác Javan là tê giác gì không? Tê giác Javan là tê giác gì biết không? Không biết tê giác Javan tê giác gì? Em biết không? Mấy em ơi, có ở đây có ai biết tê giác Javan là tê giác gì không? Rồi vậy thì đợi coi video clip của Tiêu nói về cái chết của tê giác Javan nha. Các bạn thấy làm người cá sướng không? Được Tion chỉ bơi căn bản miễn phí nè đúng không? Và được chỉ gì nữa ta? Được cho chơi với thú quý hiếm nè, gì nữa không? Sự kiện tặng quà hả? Còn gì? Tặng quà miễn phí nữa. Rồi còn được gì nữa? Còn được đi nhìn lên. Đi nhiều lâu xem những động vật quý hiếm nè. À, còn một điều đặc biệt nữa là Tion là thiết kế đồ bơi tiên cá cho các bạn luôn đúng không? Đúng rồi. Đồ bơi tiên cá đẹp nhất thế giới. Được thiết kế dành cho vận động viên bơi lội cấp cao. Chứ lại dọn phim nữa. Với lại Tion là nhà bảo vệ động vật nữa. Đúng rồi. Đồ này có mình em có. Với là thầy người cá được quốc tế công nhận nữa. Có bay luôn. Nhiều quá. Đến với câu lạc bộ tiên cá Tiêu Anh biết tất cả, biết nhiều quá mấy bạn ha. Rồi bây giờ Tiêu Anh sẽ quăng cục đá này xuống nước bạn. Ừ, cục đá này rất là nhỏ nha. Rồi bạn nào lụm được cục đá này á sẽ được kính bơi của vận động viên Michael Phelps của Mỹ, người đạt nhiều huy chương vàng về bơi lội nhất nước Mỹ. Người cá Mimi mới được bộ đồ tiên cá đẹp dữ. Với lại trò chơi này là nó có giới hạn thời gian nha. Trong vòng nửa tiếng, bạn nào tìm được thì thắng. Mimi giới thiệu cho mấy bạn xem chiếc áo của em đi. Cho mấy bạn xem thôi. Wow, áo hai lớp luôn. Thấy chưa, thấy đồ tiên cá tôi thiết kế chưa? Quá đỉnh. Ai mất tính đâu mày? Số 1 thế giới. Và chắc chắn là câu lạc bộ tiên cá Tion sẽ là một tổ chức bảo vệ động vật lớn nhất thế giới trong 10 năm nữa. Bởi vì Tion bây giờ đã liên kết được với một số tổ chức bảo vệ động vật rất là đặc biệt. Và chỉ có đón xem trên kênh YouTube của Tion bạn mới biết Tion đã làm được những gì cho đất nước Việt Nam chúng ta. Sẵn sàng hết chưa các bạn? Sẵn sàng chưa? Trời đất ơi. Rồi, vô xuống nước. Rồi, tập hợp lại đây nè mấy em. Bây giờ là 8:05. 8:05 rồi. Cái viên đá của Tion là Tion nhớ. Mà em mà lấy viên đá khác là Tion không có công nhận đâu. Không có cho em coi được. Bởi vì viên đá của Tion lấy là Tion biết. Con có hình dáng. Bạn tay định chơi ăn gian. Sao đi dột đá xuống dưới? Em quăng mấy viên đá đó xuống nước là hồi em phải lụm trả lại á. Ok, 2 viên ạ. Lụm trả lại vô trong đó nha. Thêm một con hình. Mấy em mà đá mà rớt xuống dưới nó mà vô cái máy lọc là nó bị kẹt ở trong đó đó. Để vô chỗ cổ. Chứ không phải muốn quăng đá xuống nước là quăng đâu nha mấy em. Mấy em sẽ bơi qua bơi lại trong vòng 3 vòng. Trong thời gian đó Tiêu sẽ đi giấu viên đá này.
Sau khi hoàn tất 3 vòng, tôi nói bắt đầu là mấy em mới được quyền đi tìm viên đá. Đúng rồi, chỉ giấu dưới nước. Bắt đầu rồi. Cái gì mà Tiêu chưa thông báo đã bơi rồi? Mấy người cá này chưa hiểu luật lệ hay sao á? Bởi vậy. Ba vòng nha. Em đi theo coi mấy bạn đi. Tìm viên đá đó trong khoảng thời gian tới 8:40, ai mà tìm được thì sẽ được tặng quà, mà không tìm được là không được tặng quà nha. Thay mặt ông già Noel, tôi đã giấu món quà của ông ấy đi rồi. Chưa đủ 3 vòng mà ai mà đi tìm là sẽ bị đuổi ra khỏi cuộc thi. Rồi Tiêu xin thông báo viên đá này không phải nha. Không phải. Không phải viên đá Tiêu quăng xuống nước nha các bạn. Tìm lại nữa đi. Ủa đây nó còn gì vậy anh? Ôi cái gì đá đó. Mấy cũng lộn được cục đá mà không biết phải không? Mấy cục đá này là hồi nãy mấy có mấy bạn quăng xuống nước nên nó không phải, đưa lại đây. Cục đó cũng không phải luôn. Cục đá Tiêu anh nhục. Đây cổ lên đây. Cục đá Tiêu anh nhục vào gì? Các em tìm đi ở dưới nước á. Sau 5 phút trôi qua thì bạn người cá này tên gì ạ? Nemo. Người cá Nemo đã bỏ cuộc, biến thành người thường luôn. Mà đi nhớ bộ cái nào anh? Anh đi hay quá thì đá. Các em tìm đi. Cái đá mà hồi nãy của em á, em muốn cái động vật đó mượn tiền. Ủa trời ơi, con muốn cái động vật đó mượn tiền. Thì mấy em cứ tìm đi. Chưa ai tìm được hết á. Hồi nãy có mấy bạn quăng mấy cục đá xuống á mà rồi. Ừ đúng rồi. Rồi không phải cục đá của Tion nha. Rồi viên đá này là đúng của nó. Là... đúng rồi chỗ đó thôi. Chỉ cần ông nhìn mắt chỗ nào là mình biết chỗ đó rồi. Đàn ông rồi, chỗ nào đó nhìn mắt chỗ đó mình. Rồi ai ai lượm được viên đá này? Tí rồi á, cũng phải quay quần tí thôi. Mà phải chú chỉ không? Không chỉ. Không chạy. Khu vực này thôi, đừng có con đường đi xa. Em chạy, phải xem. Em chạy, không có chạy. Sao chú chỉ khu vực gì vậy? Bé bé không nói nha. Bé thương con đâu có nói gì đâu, bé không có nói. Tôi chú đi nó trong trong vòng vòng. Bé nhìn mắt khu vực này, tôi bảo chỉ khu vực này thôi, không phải khu vực này. Em bơi xong vô đây chú mới nói. Rồi bây giờ là 8:25. Chúc mừng em đã giành được mắt kính bơi. Cô vận động viên Michael Phelps. Rồi bây giờ trao quà nha. Nè, mắt kiến bơi đua số 1 thế giới của Mỹ nè. America's number one racing Google. Wow, đẹp quá. Mắt kính bơi số 1 của Mỹ nè. Ờ, mắt kín bơi đua số 1 của Mỹ nha mấy em. Mà cái chị đua nữa. Bơi đua. Rồi bây giờ trao quà. Ai lượm được của người đó. Nói giỡn thôi á nha, nói giỡn thôi á. Nói giỡn thôi á. Trao cho bạn đó. Công bằng nha. Công bằng nha. Wow, Tony. Oh,
nhà người cá mi mi ăn hủ tiếu. Đúng rồi. Dạ em không biết nữa. Chúng ta chạy nhanh hơn xe hơi không? Dạ tất nhiên là nhanh rồi, tại vì ngoài đường kẹt xe. Đi xe đạp nhanh quá hả hay sao? Đi xe đạp. Đi xe đạp với Tiêu mới nhanh nha, đi xe đạp với người thường là chậm lắm luôn á. Đúng rồi đi. Ồ. Bánh Noel luôn nha các bạn. Happy birthday. Bánh mà tôi mới đúng chứ. Các bạn ơi, đi làm cái chén nhỏ. Không giống kìa. Rồi sao nói chứ muốn nói gì với mấy bạn nè? À? À, các bạn mày muốn đừng có gần cái mặt vô trong này thấy cái răng không à? Mày muốn nhớ đi vô câu lạc bộ tiếng Anh nhiều hơn nữa nha. Rồi cảm ơn bạn chia sẻ nha. Em muốn nói gì nữa không? Các bạn nhớ tiếng nhiều hơn nha. Chương trình chơi Noel tăng 2 sắp kết thúc. Các bạn ăn no bụng hết chưa? Rồi. Chơi đủ đô chưa? Rồi. Lên chương trình chơi tiếp tăng 3 chưa? Rồi. Tăng 3 đi Cà Mau. Yeah, em được. Cuối tuần thứ 7 mình sẽ đi Cà Mau chơi nữa nha các bạn. Xuống dưới gặp các bạn người cá ở dưới nữa. Nhưng mà các bạn ơi, lỡ như vô mùa mưa thì sao? Vô mùa mưa bơi dưới mưa.